mà đa số về thành phố thì đâu có làm gì đó, kinh tế hồi đó nằm trong tay người Hoa, còn đa số là đi lính rồi lãnh lương từ người lính, cho nên đẻ nhiều để lãnh lương, đâu có làm gì được đâu, đâu có thể sản xuất kinh tế gia đình, chủ yếu ở nhà ăn 3 đồng lương của ông bố đi lính thôi. Thì hết chiến tranh rồi thì ở thành phố có cái ngành nghề gì nữa đâu mà để cho số lượng dân lớn như vậy mà người ta làm tham gia phát triển kinh tế được. Thì nhìn thấy được vấn đề đó thì phía bên quân đội, các bên chính quyền nhà nước mà Việt Nam á, thì đương nhiên trong có sau giải phóng thì có một rất nhiều số người dân họ trở về quê hương, họ chủ động về về quê hương của họ, mà trong thời chiến tranh họ đã phải bỏ ra thành phố họ ở, tại vì chiến tranh ác liệt ở cái vùng, các cái vùng quê vùng núi thì người ta ra thành phố, thì sau hòa bình về rồi, giải phóng về rồi thì người ta về quê. Bản thân gia đình em cũng có những cô chú Thế bác bà con cũng quay về lại quê hương gốc gác của mình. Thực ra là người sống ở thành phố thì chủ yếu là đều có gốc gác ở miền nhà quê, chứ còn có ai gốc ở ngay thành phố bao nhiêu đâu. Cho nên sau giải phóng thì người ta trở về quê là một số lượng cũng rất là nhiều. Còn lại á thì vì không có ngành nghề gì từ trước thời Việt Nam Cộng Hòa để cho sau giải phóng người ta vẫn có thể tham gia được, trên thì với chính sách và phát triển kinh tế rộng khắp bao gồm cả vùng nông thôn, vùng núi thì phải sử dụng lực lượng lao động. Mà lực lượng lao động thời đó là ai? Có nghĩa là sau giải phóng thì lực lượng con em của chế độ cũ á, thì trước đó chỉ sống nhờ vào 3 cái đồng lương của người đi lính. Thì bây giờ không còn nghề nghiệp gì, không có nghề nghiệp gì tại thành phố, thì đương nhiên phải là sau thời gian có đi học tập gì đó thời gian thì cả gia đình sẽ được khuyến khích đi phát triển kinh tế ở những cái vùng bỏ hoang lâu trong do thời chiến tranh. Không gì riêng Việt Nam mà có lẽ tất cả các nước khác, nếu như chiến tranh kết thúc thì người ta cũng phải có cái phương án như vậy, chứ không thể tập trung chỉ tại trong thành phố được. Trong thành phố không chỉ một thành phần kinh tế nhỏ hoặc là kinh tế chỉ công nghiệp thôi, thì ngoài ra các lực lượng đầu ra khác cũng phải được điều tiết, phải phân bổ cho nó điều hòa, cho nó đồng đều để tham mọi người được tham gia phát triển kinh tế cho bản thân, cá nhân, gia đình mình và góp phần cho xã hội. Đó là lẽ đương nhiên. Còn đương nhiên các cái thành phần mà sống trước chế độ, dưới chế độ Việt Nam Cộng Hòa thì do cái hận thù, do cái thói quen trước đó nó không, chưa bao giờ lao động, chưa bao giờ tự bản thân tham gia xây dựng kinh tế, thì người ta cảm thấy khó chịu, người ta cảm thấy bị thế này thế nọ thôi, cho nên họ người ta mới xuyên tạc. Thì điều khẳng định một điều là bất cứ quốc gia nào sau chiến tranh thì về kinh tế nó đang ở cái cần sự phát triển, cần phải điều hòa, người ta đều phải có những quyết sách gì giống như vậy để phát triển, để mọi người có cơ hội cùng nhau góp phần xây dựng. Đâu phải nói không cái những người thành phần gia đình ở miền Nam đâu. Hiện nay các cái tỉnh Lâm Đồng, Đắk Lắk vẫn có các cái huyện xã mới với cái tên ghép của người Bắc với lại người với ở tại địa phương họ tới họ làm kinh tế. Ví dụ có huyện Đắc Hà là họ, hoặc là huyện Ngọc Hà, hay là ở Lâm Đồng thì có huyện gì gì đó mà nó ghép cái tên của những người di cư làm kinh tế mới từ ngoài Hà Nội hoặc ngoài Bắc hoặc ngoài Nghệ An, Hà Tĩnh vào mở vùng Tây Nguyên để họ mở rộng thành là ở nguyên cả cái làng đó là người Hà Nội, hoặc nguyên cái làng đó là người Huế, hoặc nguyên cái làng đó là người Nghệ An, Hà Tĩnh, thì họ cũng đặt cái tên ở đó luôn cho nó phù hợp, đâu cứ phải là người ở miền Nam đâu. Tại vì thời chiến tranh thì người miền Bắc cũng chưa có cơ hội để đi khai hoang mở hóa, đi làm những cái chỉ làm quanh quẩn mấy mẫu ruộng ngay tại miền Bắc thôi. Thì sau khi đất nước giải phóng rồi thì ở mình mảnh đất màu mỡ khác còn chưa khai thác nữa, thì bây giờ người ta giãn dân, người ta đưa ra
Cho nên là những cái lập luận nói là sau chiến tranh Cộng sản Việt Nam ép những người lính, gia đình những người lính Việt Nam Cộng hòa đi kinh tế mới là hoàn toàn sao? Nó không có chính xác. Đúng rồi. Bởi vì ngay cả những người ngoài Bắc họ cũng đi mà. Hiện nay mọi người không tin thì cứ đến huyện Đắc Hà rồi huyện Ngọc Hồi cái gì ở Lâm Đồng, ở Đắk Nông, ở Đắk Lắk chứ có rất là nhiều người, cả làng toàn là người Hà Nội hoặc người Hà Tĩnh như Nghệ An như có hết. Nhưng mà tao bổ túc thêm một chỗ này nữa, tao biết nha, tất cả những người ngày xưa đi kinh tế mới họ rất là giàu ngay bây giờ, giàu khủng khiếp luôn. À, thì nhân dịp em kể này, em cũng có nhà cũng có hai ông chú đi ở trên đó, hai ông chú trước đây cũng đi lính, thì có ba ông chú đi lính Việt Nam Cộng Hòa, nhưng mà thời đó sao dạ về mấy ông kể nó đi thì đi chứ không dám bắn nó không dám đụng, đi thì kiếm cách trốn lên trốn xuống, đi hai ba loại lính lính kiển đường này kia. Thì sau giờ phỏng về thì có hai ông chủ, một ông chủ thì nhà ở Đà Nẵng thì cũng có khá giả, vì chủ lò mình mì biết gì đó Yeah. cũng khá giả, sau này con cái tiếp nối cái truyền thống gia đình làm lò bánh mì thì cũng khá giả. Thế còn lại hai ông cũng đi, một ông đi bây giờ là Đắk Nông ấy. Thì hai ông cũng ở Đắk Nông hết, trước đây là Đắk Lắk Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk nhưng bây giờ tách ra thêm có cái tỉnh Đắk Nông, thì hai ông chủ ở Đắk Nông ấy. Thì giờ có mấy thằng con, thằng thằng con đầu bằng tuổi em luôn đó, là nó cũng mà bây giờ nó cũng làm giám đốc vậy, con lính Việt Nam Cộng Hòa bây giờ nó làm Đúng giám đốc chứ rồi, bình thường chưa, thôi. nó vô đảng viên, nó là giám Có đốc vô chứ, đảng luôn con được. lính Cộng Đây Hòa nè, thường thường có thằng Thanh Duy đó, nó hay lên trên mạng đó, nó là đảng viên đấy, con lính gì làm Cộng hòa đấy. Thì thôi đó, cái thằng chuyện đó. thằng 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 em bằng tuổi con ông chú ruột chú út em đó cũng đi lính Việt Nam Cộng Hòa, cũng đi kinh tế mới ở Đắk Nông đó, thì bây giờ nó cũng làm giám đốc của nông trường cao su đó, mà cái nông trường đó nó mở rộng, nó Bây xây giờ dựng đâu, bây trồng giờ thì đâu có ai lên nghĩ tới cái chuyện mà chế độ này chế độ kia đâu, tất cả mọi người đều là bây một cái giờ mà thôi nó làm cũng làm giám đốc cho đồ đó, mấy đứa cháu ừ. cũng xuống về làm học hành rồi đầy đủ đàng hoàng rồi về lại quê phục vụ đó, nó cũng đi học có xuống người về có người làm. muốn lên đó nha mày, À rồi đó thì em nói thêm về cái chuyện rồi còn ok nói về vậy thì mày chuyện giải chiến đáp nó đấu rất là hay, ok vậy thôi không đã nói thêm về ừ. cái chuyện bác Peter bác Phượng nói là cái chuyện người Việt mình nhất là ở Cali với ở Houston ấy, cái cộng đồng người Việt thì hôm trước em trong cái live nào đó em cũng đã nói rồi, rất là kỳ cục ở cái chỗ là ở Mỹ này đâu phải chỉ cộng đồng người Việt không đâu, cộng đồng người Lào, Campuchia, Hàn Quốc, Nhật Đủ nhiều Bản, lắm. Trung Quốc rất là nhiều, nhưng mà đặc biệt duy nhất hài hước nhất chỉ có cái cộng đồng người Việt bây giờ vẫn dương một cái lá cờ chả còn tồn tại có ý nghĩa trên thế giới này, mà suốt ngày đi có nhóm nhóm người mà chia năm bảy hội đoàn rồi đi biểu tình như vừa rồi cách Vậy đây tao mấy cắt, ngày tao luôn. tao cắt lời mày chút xíu, hồi sáng tao tao mở cái phone ra, tao có một con nhỏ nào không biết vui lắm, thằng quỷ nào nó post lên, nó nói là nhỏ nó chửi sùm lên, nó hỏi bây giờ cho tao biết thử cái Facebook cái gì cái nhà nước Việt Nam Cộng hòa ở đâu, thì nó nói Con thủy trả bà lời bè, con thủy bà bè tao đồ thơ quang bốt lên cho đúng rồi, đồ nó kêu trên Facebook nó nói mình thật mọi người cười sặc máu luôn nó nói mai luôn. Thì em đang ừ. phân tích tiếp là có cái buồn cười là bây giờ các cái cộng đồng kia người dù họ có ở nước Mỹ đi nữa thì họ vẫn xem có tôn trọng cái quốc gia của họ, chắc hẳn Ừ. vẫn dùng cái lá cờ chính hiện tại của quốc gia họ. Hôm trước em có kể này, trong các cái trường ở Mỹ này, không biết chỗ tiểu bang khác của bác sao, ở Mỹ đây ở tiểu bang này có nhiều trường học lắm, người ta treo tất cả các cờ của các quốc gia hiện tại nhá, mà nó được Liên Hợp Quốc công nhận nha, cho dù họ đang ở Mỹ, người Hàn, người Nhật, người Đúng Lào, rồi. người Campuchia họ cũng treo hết. Nhưng đặc biệt có một số trường ở Việt vô nào không có cái cờ nào hết luôn, tại vì treo cờ đỏ sao vàng thì mấy ông bên này thì ông Phản gây đối. phiền nhiễu, Ừ. mà kéo ở bờ qua ba ba sọc thì nó lại không được chính danh, trường đâu có được chính danh, trường là của chính phủ của nhà nước, là phải kéo cái cờ nào chính danh đâu, mà cái cờ ba khoe cái cờ ba sọc vàng bây giờ nó đâu có chính danh nữa, nó đâu có thuộc, mà trường đâu có dám kéo, mà kéo cái cờ đó sao thì mấy ông kia tới quậy cái nhà trường nó nói hồi để tránh phiền hà khỏi treo luôn đi, cuối cùng vô cả các nước tất cả anh có, cuối cùng người Việt mình chẳng nhìn thấy lá cờ nào, nhiều khi không biết mấy Đúng rồi, cái đúng rồi, có chuyện người đó Việt tao có nhìn có nghe. thể cảm thấy có cảm thấy nhục cái chỗ đó không, nhục nhã, Đúng nó mới rồi. nhìn cái nước nhỏ hơn mình nhiều, nhiều nước nhỏ hơn mình treo cờ rầm rầm cờ Việt Nam quá luôn.
mà đấu Ôi tranh với vậy kiểu gì khổ, vậy? mệt quá, tao nè. Rồi cái chuyện mà đang có ý định là tại vì em đang tập giờ thời gian này khách đông ấy, thành nó cũng làm không nghỉ, dành thời gian định bay qua chỗ bác với đi qua chỗ bác Phong và thăm bà bác Phong để chơi một vòng. Nhưng mà mấy hôm nay tự nhiên ở tiểu bang của bác nó nhỏ hơn tích sụt là nhiều, nhưng mà nó lại gây ra cái chuyện Quá ư trước rồi. đây của Rồi. Jack Lloyd rồi bây giờ kia của ông Chưa bé xong mà nữa. nó làm, chưa xong mà bồi thêm cú nữa. Mẹ bà. À, thì em mới thấy là có một vấn đề về cảnh sát, anh em nghĩ là có vấn đề cảnh sát. Chứ Nhưng thực mà bây giờ ra thì em mới nói là nó hệ quả của về cái luật cho sử dụng súng. nhưng mà cái Em đó mới không, đặt một vấn đề, em đặt vấn đề thế này. Hồi nãy có anh Nguyễn Tăng Tăng Nhật đang nói cái chuyện sử dụng súng, em mới nói này, phải hiểu cái luật dùng súng của Mỹ là như thế nào, nó từ đâu mà ra, mà hiện nay còn là tốt hay không tốt, mà nó thể hiện một điều gì. Thì em cũng nói luôn về nguyên thủy cái luật cho dùng súng của Mỹ là trước đây dân chúng Mỹ mới khi mà mới khai hoang mở hóa mà khai khai lập nước hoang Mỹ này á, thì thành lập. thành lập nước Mỹ này rất là ít người dân, dân rất là ít, hồi nước Mỹ nó mênh mông, cái khu người Mỹ Rồi, bây giờ nó mênh chiến mông đấu bát với ngát, lại chiến đấu với rừng tụi sâu India nữa. ở rừng rừng núi không mà ác muôn thú thì nhiều, trên cái tính mạng của người dân lúc đó là không phải bị con người mà bị muôn thú nhiều, trên nó có một cái luật là được trang bị súng để phòng thân chống lại ác thú muôn thú thôi, chúng nó thành lập ra cái luật là được sử dụng súng là như vậy. Nhưng đó là thời xưa cách đây hàng trăm năm rồi. Đến bây giờ nước Mỹ là rộng, mở mang, rộng rãi, hùng mạnh, hùng cường rồi. Cuộc sống được đào tạo, được học hành, được con người, được dạy dỗ là phải sống với nhau là như đối xử với nhau là những con người. Thế không biết tại sao người ta không xóa bỏ cái luật sử dụng súng. Bởi cái luật trước đây là để chống lại muôn thú ác thú. Thế bây giờ là con người với nhau rồi, tại sao vẫn sử dụng một cái luật đó nữa? Con người bây giờ sống với nhau là bằng tình thương, bằng trái tim, bằng yêu thương, lấy yêu thương để xóa bỏ hận thù, lấy yêu thương để chung sống với nhau. Tại sao con người ở Mỹ này cứ phải xem nhau như là muôn thú, đi đâu cũng phải lặn súng, để phải đề phòng với nhau, có khác không? Em nghĩ cái luật súng ở Mỹ là nó không còn phù hợp. Tại Nhưng mà vì bây cái luật giờ, kia là như vậy. nhưng mà mình đâu có thể Còn cái nào bây mình qua giờ được mà người cái, ta nói chứ, cái bây giờ mà vẫn cho sự sống, nó chỉ thể hiện một điều là sự bất lực của quản lý nhà nước, không đảm bảo được sự an toàn, không bảo được sự an lành cho người dân. Người dân cảm thấy bất an trên người dân, phải luôn luôn cần tới súng để mà đề phòng. Nó trái ngược với đạo lý của người Á Đông mình, lấy yêu thương kết bạn bè với nhau để chung sống hòa bình, yêu thương với nhau, không phải đề phòng với nhau. Chính vì điều đó người Mỹ gặp với nhau, người chúng ta bên này sống cảm thấy nó xa vời, nó không có tình làng nghĩa xóm, và nó đẻ ra những cái luật luôn luôn đề phòng nhau. Người Mỹ nghe làm mấy ở cái cái dòng nhạc cửa phải có cái kia lỗ để nhìn ra trước khi khô mở cái cửa, dạng, cái cửa nhà cái mình mà dạng trong nhà luôn nó bị phát không. á. Ủa đây à, nó mất tiêu rồi. Đây là cánh cửa nhà tao nha. Thấy có Đó, lỗ không? Thấy có cửa mở ra lỗ hết. Đó. Thấy có lỗ không? Để ngó ra, ví dụ người ta gõ cửa mình ngó ra mình coi có ai vậy. Đâu đó, bất cứ nhà nào của Mỹ vậy. Nói như vậy để chứng tỏ rằng cái người Mỹ ở đây họ bất lực, và cái tình cảm con người ở đây nó không có. Có nghĩa là giữa con người và con người họ vẫn nghi kỵ với nhau như thường. Và cái sự tệ nạn súng đạn á, nó cũng bắt nguồn từ đây. Bởi vì nghi kỵ mà. Nửa đêm nửa hôm mày mò vô nhà hoặc mày vào cái sân vườn của người ta không, mà nếu chưa nó hỏi trước là ra bắn mày thấy mẹ. Thôi ok, có người nhiều lên mày gắn gọn rồi cái chút xíu có chú Phan rồi để lên đó kìa. Đó thì em góp ý cho chung cho nó thì còn Rồi nhiều, nhưng bây giờ mình ok, mỗi người một thôi được chút. rồi, Tôi đi đi, cảm đi ơn làm mọi đi, người, nhiều gì. tất cả Rồi. mọi người, cũng mọi người Rồi, đang theo dõi, ok. okay.